bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Biển Xanh Nắng Ấm ngày hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết thì mình chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và vui vẻ nhé. Một năm tràn đầy niềm may mắn và niềm hạnh phúc. Và hôm nay Nắng Ấm mới ra đường mình mua cái gà này. Cái gà này là cái hiệu là Bon Chon và mình mua loại gà mà cay. Thì họ có cái loại cay và loại xì dầu. Nhưng mà mình đã ăn qua thì mình thích loại cay hơn. Thì đây là cái hiệu nè các bạn. Đó. Cái hiệu này là của cái người Korean, họ tạo ra là người Hàn Quốc. Và có tất cả rất là nhiều location trên toàn không biết các bạn thấy đó, có thành phố Hồ Chí Minh nữa, cho nên các bạn có thể dễ dàng kiếm được cái gà này ở thành phố Sài Gòn nè, ở Singapore, Bangkok, ở Texas, rồi nói chung là San Francisco, rồi ở bên New York nữa, Bali, nói chung là rất là nhiều nơi. Họ có ghi trong này nè các bạn. Đó. Thì bây giờ Nắng Ấm sẽ mở cái hộp gà này ra nhé. Đó, thì trong này cái hộp nó sẽ như thế này. Đó các bạn. Đó. Lâu lâu thì mình mới ăn đồ chiên thôi, Nắng Ấm ăn uống thì không có ăn da gà vào trong người. Trừ khi lâu lâu thì mình thèm á thì mình sẽ ăn. Giống như ngày hôm nay. Chứ nếu mà mình ăn nhiều da gà vào người và cái chất béo này thì cũng không có tốt, dễ bị mấy cái bệnh á, bệnh mỡ trong máu này nọ, nếu mà mình ăn một cái số lượng quá nhiều và còn bị mập nữa. Nhưng mà dạo này thì Nắng Ấm đã ốm xuống không biết bao nhiêu ký, nhưng mà tại Nắng Ấm mặc đồ thấy rộng á và người cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử cái món gà này. Thì họ khi mà bạn mua một phần gà này, Nắng Ấm mua là size nhỏ thì cái hộp nó như vậy. Đó, thì cái này giá tiền là như 12 đồng cộng thuế là 14 đồng. Đây là gồm có để coi coi. Ba cái đùi gà lớn, một cái đùi gà nhỏ, hai cái đùi gà nhỏ và ba cái cánh gà như thế này, ba cái đùi gà nhỏ và một ba cái đùi gà lớn. Thì các bạn cũng có thể mua cánh gà không hoặc là đùi gà không cũng được, thì nó rất là ngon. Cái này là size nhỏ thì Nắng Ấm ăn được. Thì mình ăn với món này với cơm trắng. Đây là gạo. Và Nắng Ấm cũng biết là như gạo trắng nó cũng không phải là cái thức ăn mà tốt lắm. Tại vì có những người bị bệnh tiểu đường thì họ phải kỵ gạo, cơm hoàn toàn. Nói chung là ăn được ít lắm. Nhưng mà để Nắng Ấm, nhà Nắng Ấm còn một bịch gạo rất là bự, thì mình sẽ ăn hết bịch gạo đó. Thì sau đó Nắng Ấm sẽ chuyển sang ăn brown rice, là gạo nâu ở Mỹ, là gạo lứt á. Thì ngày mai nếu mà Nắng Ấm đi chợ Việt Nam, mình sẽ mua một bịch gạo lứt và bắt đầu ăn gạo nâu. Thì ăn gạo nâu rất là tốt cho sức khỏe. Thì nghe nói ăn gạo nâu thì nó không có ngon bằng gạo trắng, nhưng mà Nắng Ấm sẽ thử. Thì bây giờ mình đã chuyển ăn bánh mì nâu hoặc là những cái noodle mà mình làm mì Ý cũng là làm từ lúa mạch nâu, chứ mình không có ăn bánh mì trắng. Ok, thì mỗi cái phần ăn thì cái phần mà bạn order thì họ sẽ cho bạn một là cơm trắng, hai là kim chi, hoặc là cái này là cái cải trắng nè các bạn. Đó, thì tùy các bạn lựa chọn. Thì Nắng Ấm làm muốn ăn cải trắng và mình không có ăn kim chi, tại mình hơi ngán kim chi, ăn hết hộp kim chi thì hơi ngán thôi. Bây giờ chúng ta sẽ ăn nhé. Bây giờ thì mình sẽ ăn cái đùi gà nhỏ. Đây thì nó sẽ là gà cay. Đó nè, nhìn hấp dẫn chưa. Ngọt ngọt, mặn mặn, rất là cay luôn. Cay quá, nhưng mà độ cay cũng không đến nỗi như nó cay xé trong miệng á.
thì cái da nó rất là giòn. Rất là ngon. Thì các bạn có thể ăn một miếng cơm. Nếu mà người không có bị bệnh gì thì ăn cơm mỗi ngày cũng không có sao. Nhưng mà để tốt cho sức khỏe hơn thì mình nên ăn gạo lứt nhé. Đó. Thì để nó ngâm ăn một miếng pickle. Đây, củ cải trắng ngâm chua. Rất là giòn, các bạn nghe không? Nó cái độ ngọt của nó rất là ngọt, chứ họ bỏ rất là nhiều đường và nó rất là giòn, nó mặn ít. Thêm miếng gà nữa. Rất là ngon. Thì nếu mà ăn gà không á, nó hơi mặn. Chúng ta phải ăn miếng cơm giờ. Hiện tại là 2:30, hình như 2:30 hay 3 giờ chiều mùng 1 Tết. Nói chung là hôm nay thì mình cũng không có đồ ăn Việt Nam hay đồ ăn Tết, cho nên mình ăn cái này. Ngày mai thì hy vọng sẽ có bánh tét, củ kiệu đã ăn. Nếu mà ngày mai có nhiều đồ ăn ngon thì Nam sẽ giới thiệu cho các bạn. Bây giờ Nam sẽ ăn thử cái miếng cánh gà. Cánh gà thì nó rất là ngon, nó rất là giòn, thì chúng ta có thể ăn vài cái miếng xương nhỏ luôn. Đó. Nó giòn cái đuôi, các bạn có thể ăn luôn. Đây mình chuyển lại cái cánh. Cái này cái Ồ cái này là cái cánh gà. Cái cánh gà. Họ ướp rất là ngon. Phải nói rất là ngon. Thôi ăn thêm một miếng dưa cải nữa thì các bạn. Rất là giòn. Rất là hợp với gà. Thôi đó là video ăn gà cay ngày hôm nay, nó rất là cay các bạn. Bây giờ trong miệng của Nam cũng còn rất là cay. Thì vị gà này rất là giòn, mặn mặn, ngọt ngọt và rất là cay, tại mình order cái cay á. Ăn vô nó xé xé trong miệng cũng khá là thú vị. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Nắng Ấm. Thì hy vọng là các bạn có thể tìm kiếm được cái gà chiên này ở Việt Nam. Và nên nhớ ăn đồ chiên thì lâu lâu chúng ta hãy ăn một lần. Vì ăn vào nó cũng không có quá là tốt cho sức khỏe. Trong cơ thể chúng ta thì cần chất béo để cho nuôi cơ thể chúng ta, nhưng mà chúng ta không có cần cái lượng mỡ dư thừa thì nó sẽ làm cho mình dễ bị bệnh tim mạch, mỡ trong máu và nhiều bệnh khác nữa. Thì nếu mà chúng ta ăn uống cẩn thận một chút, khi chúng ta trẻ thì khi mà về già thì chúng ta có thể có một cái sức khỏe thật là tốt. À, thôi thì Nắng Ấm cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc các bạn một năm mới thật vui vẻ nhé. Và Nắng Ấm rất là vui. Hôm nay là mùng 1 Tết mà mình ngồi đây quay video, thì hy vọng thì trong năm mới 2017 này, kênh YouTube channel của Nắng Ấm sẽ phát triển nhiều hơn. Nắng Ấm cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Và Nắng Ấm chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Và Nắng Ấm sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Bye bye!